Việt Nam đặt ra mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 theo cam kết đề ra tại COP26. Trong đó, rừng đóng vai trò quan trọng như là bể chứa carbon lớn, với tổng lượng phát thải và hấp thụ đạt ít nhất 185 triệu tấn CO2 tương đương. Hiện nay, Việt Nam có hơn 14,7 triệu hectare đất có rừng, bao gồm cả rừng chưa khép tán, với mục tiêu đạt tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định ở mức từ 42% đến 43% vào năm 2030. Vì vậy, quản lý rừng bền vững, đặc biệt là chuyển đổi từ rừng trồng gỗ nhỏ, chu kỳ ngắn sang rừng gỗ lớn chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đạt mục tiêu hướng đến nền kinh tế xanh không phát thải. Đây là dự án hỗ trợ tiến trình chuyển đổi sang quản lý rừng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức ủy nhiệm cho Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức GIZ, phối hợp với Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức thực hiện. Thời hạn dự án kéo dài từ tháng 10 năm 2021 tới tháng 9 năm 2024. Đối với phía Đức, và từ tháng 1 năm 2022 tới tháng 12 năm 2025 đối với phía Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện ở cấp trung ương và cấp địa phương với sự tham gia của Ban Quản lý Dự án Trung ương, các Ban Quản lý Dự án tỉnh Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên và 6 chủ rừng. The heart of our project stands the capacity developments towards sustainable forest management, which includes the transition from short rotation plantations towards long rotation plantations with more diverse tree species. We are working at the national level and provincial level to enhance the legal frameworks and surely also working on financing options for this transition. Gender equality is mainstream throughout all our activities. Tại ba tỉnh của dự án, các chuyên gia sẽ làm việc với hai chủ rừng ở mỗi tỉnh, thực hiện khảo sát hiện trường để chọn và triển khai các mô hình trình diễn, đồng thời tư vấn nhằm cải thiện khung pháp lý, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang quản lý rừng bền vững. Hỗ trợ các chủ rừng phát triển các mô hình kinh doanh sáng tạo và xác định các phương án tài chính có thể tiếp cận trong quá trình chuyển đổi. Phát triển gỗ lớn thì đang là cái hướng chung cho toàn tỉnh, nhưng mà hiện nay là nhân dân thì người ta thiếu vốn, cho nên cứ năm thứ 5, năm thứ 7 người ta chặt thôi. Thì cái đấy là một cái khó khăn trong cái nhân rộng mô hình của chúng tôi. Mong là các ngành, các cấp và có một cái số chính sách để mà hỗ trợ cho dân để người ta phát triển cây gỗ lớn. Dự án sẽ tiến hành đúc rút kinh nghiệm, tổng kết, hoàn thiện và thực hiện nhân rộng mô hình, tiến hành hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các cái chính sách liên quan đến quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cái việc chứng chỉ rừng cũng như là biến đổi, ứng phó biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu và vấn đề phát thải CO2 có liên quan đến mất rừng và suy thoái rừng. Thực tế, rừng Việt Nam nhiều năm qua bị nghèo, kiệt do khai thác và lũ lụt. Trong khi rừng trồng hiện tại chủ yếu khai thác non, không đem lại hiệu quả kinh tế. Trồng rừng gỗ lớn là chủ trương đúng đắn của Chính phủ Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu về kinh tế bền vững trong xuất khẩu gỗ và tạo bể chứa carbon tự nhiên, góp phần đạt được mục tiêu khí hậu của Việt Nam. Các vấn đề khó khăn như tiếp cận nguồn tài chính và cơ chế khuyến khích trong quá trình chuyển đổi rừng sản xuất gỗ lớn được kỳ vọng sẽ được giải quyết trong dự án này.